Tiếp theo combo 22 là ba cái siêu bông nha quý vị. Siêu linh sam siêu bông là bông quanh năm suốt tháng đó, 280k bao cái chip. Anh nào mua thì chuyển trước 100, còn lại shipper thu hộ. Cái này người ta có bẻ ra rồi nha quý vị, chứ không phải cắt tàn thiên nhiên nha. Đế đẹp luôn nè, nó uống ra rồi trơn rồi nè, kéo chi ra hết trơn rồi ha, lấy xương chi ra hết nè. Rồi bắt đầu người ta mới bấm lại ha, lá nó già lại là nó ra hoa nha quý vị. Cái lá non này thời gian nó già lại là ra hoa. Cây số 2 nè, cốt cạnh nó kéo hết ra rồi đó, điều hết rồi người ta mới tỉa lại ha quý vị ha, cũng nuôi thời gian rồi đó. Cái số 3 nè, già lắm rồi nha quý vị. Rồi ba cây 280 xuống luôn quý vị ơi.